Chào mừng anh em quay trở lại kênh nhé. Rồi, lời đầu tiên thì chúc anh em sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Rồi, cũng lâu rồi mình cũng chưa đăng gà lên để cho anh em xem, bởi vì giờ này cũng có một số việc bận đó. Với lại giờ này anh em mua gà tơ nhiều, với lại chưa tới mùa nữa, cho nên mình cũng ít luyện, cho nên cũng ít đăng. Anh em toàn đến bắt gà tơ á để về luyện với về làm giống. Hôm nay rảnh rảnh là chuẩn bị tới mùa đến nơi rồi. Đăng lên một vài con để cho anh em chọn. Rồi, đây là con mã số 31. Anh em ưng thì điện lại cho mình nhé. Đây, mình thế mình quay giọng gáy và cận cảnh cho anh em xem. Đó, nói chung là mỗi bạn có một sở thích và một cái trạng gà nó khác nhau á. Đó. Bạn nào cảm thấy con gà này hợp với mình thì lấy thôi. Đánh gà thì nhiều khi đi bắt bổi thì nhiều khi nó kiếm được chỗ nào mà ít người đánh á, thì gà sẽ nhiều. Bây giờ thì nhiều khi đánh cũng khó lắm rồi các bạn. Bây giờ người đánh gà quá trời luôn, có khi đánh đánh đút đít nhau không á. Có khi con gà có khi tê hai gà mồi gáy với nhau suốt ngày ấy. Gặp hoài gì, người là người này đánh bên kia quả đồi, người kia đánh dưới chân đồi, người này đánh trên đầu đồi. Gặp nhau suốt. Bây giờ súng nhiều á, mạng nên nó bắn không kích mái, nên kích cái gà nên tiếng gà nên về đừng nó bắn. Nên bây giờ đi bẫy gà thì nói chung là chỉ nghe tiếng gà gáy thì cho vui vậy thôi, chứ còn bẫy gà cũng ít lắm, gà bể cũng nhiều nữa. Khó đánh hơn ngày xưa rồi các bạn. Nhưng đam mê vui chơi thích rồi hả, giờ gà cũng không nhiều như ngày xưa, nhưng mà đánh vẫn còn. Có bạn đánh một mùa là trăm mấy, hay trong hơn trăm con á, khu Đắk Nông á, vì tại thì chắc cái chỗ ấy ít người đánh. Còn đâu bây giờ mà chỗ nào mà đi đánh phải đi xa vào rừng sâu, khi ở một ngày ngủ ở trong rừng luôn á, sáng sớm dậy nghe tiếng gáy sẽ bắt đầu đánh. Đó, con gà như vậy mình sẽ quay cận cảnh với tiếng gáy cho anh em xem nhé. Rồi, anh em ưng thì điện lại cho mình nhé. Rồi, chúc anh em sức khỏe. Video đây là hết rồi. Nhớ đăng ký kênh để xem những con gà khác và xem những video khác nhé. Xin chào.